Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục Tâm sự thầm kín cũng như là đọc truyện ngắn trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Và quý vị thân mến, đến với kênh Hải Ngoại hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một dòng tâm sự có tựa đề Người chồng cạn tình cạn nghĩa. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi từ clip này. Sống với nhau 4 năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Dù qua nhiều lần thuốc thang chạy chữa, tôi cũng đã 3 lần có thai nhưng đều bị sảy. Bác sĩ nói là do tử cung của tôi cao và khó đậu thai. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi ghét ra mặt. Bà ngày nào cũng chỉ trích tôi nặng nề, coi tôi như người ăn bám trong gia đình. Mặc dù tôi vẫn đi làm việc và đóng tiền ăn cho bà. Hơn nữa mọi công việc to lớn trong nhà đều một tay tôi lo liệu. Chồng tôi cũng không mấy thông cảm. Hễ thấy tôi là anh lại thở dài thườn thượt. Cứ làm như thế tôi là kẻ tội đồ và giết con của anh vậy. Thậm chí tôi chỉ cần mở mồm hỏi anh đi đâu hay sao về muộn là anh trừng mắt lên chửi bới. Anh bảo tôi không còn quyền hỏi những câu đó từ khi đánh mất đứa con rồi. Tôi tủi thân, đau khổ và ôm mặt khóc. Phận là phụ nữ, khi mất con thì cũng sẽ đau lòng. Biết bao mà gia đình không ai hiểu cho. Nhưng tôi cũng không oán trách gia đình chồng, bởi tôi hiểu tâm lý họ mong chờ đón cháu. Do đó tôi cũng nhẫn nhục chịu đựng, làm mọi việc được sai không một lời oán thán. Lúc nào tôi cũng thức khuya dậy sớm để lo tươm tất mọi thứ, nhà cửa phải sạch bong kín kít. Nhưng hôm đó, thứ bảy đầu tháng, cô em chồng của tôi được nghỉ và vẫn đóng cửa ngủ. Tôi phải trực nên đi sớm hơn thường lệ. Tôi có dán giấy nhớ ở phòng dặn là tự gấp chăn chiếu và dọn nhà vệ sinh phòng mình. Thế mà tối về, mẹ chồng và em chồng đã chặn ngay ở cửa, mắng tôi là trốn việc, lười làm. Tôi cố giải thích thì mẹ chồng tát tôi một cái cháy mặt. Nói mà câu cái mà câu, con học đâu cái thói cái láo mẹ chồng thế à? Nhà này đúng là vô phúc khi cưới về đứa con dâu vừa không biết đẻ, vừa lười việc nhà như cô. Đúng lúc ấy chồng tôi về, nhìn vợ đang ngồi bệt dưới chân mẹ chồng và em gái khóc lóc. Anh tiến tới ôm lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay chồng, được anh che chở và bảo vệ khỏi sự ai ngạ của người gia đình anh. Anh lớn tiếng trách mẹ. Có chuyện gì sao mẹ lại đánh vợ con? Mẹ chồng chỉ lớn tiếng quát mắng. Nó đáng đánh. Còn My thì nói. Cô em chồng lanh chanh giải thích. Anh xem lại vợ anh ý. Phòng của em không chịu dọn. Nhà vệ sinh thì có bẩn. Bốc mùi lên rồi. Đàn bà sinh đẻ không biết. Việc nhà cũng không biết nốt. Mẹ có làm gì sai đâu. Còn dâu láo lại hỗn thì mẹ dạy dỗ chứ có cái gì. Chồng tôi lên tiếng. Mày láo vừa thôi My. Phòng mày mới không tự lo còn bắt chị dâu hầu nữa à? Còn mẹ, mẹ cứ thái độ với vợ con như thế. Làm sao tạo ra tâm lý thoải mái mà mang thai được? Mẹ cứ thế chúng con xin phép ra ngoài riêng đấy. Tôi thì ngỡ ngàng nhìn anh. Mẹ chồng thì tiếp tục chửi bới và mắng anh. Vì anh dám bênh vợ và cái mẹ. Anh bỏ ngặt ngoài tai. Đỡ tôi đi lên cầu thang rồi quay lại nói. Chúng con sẽ ra ngoài ở. Chúng con sẽ đi ngay ngày mai. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi giận tím mặt. Cô em chồng thì dậm chân bình bịch tức tối. Tôi ngỡ ngàng về sự bênh vực của chồng và hy vọng một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước. Đúng như lời anh nói, ngay hôm sau chúng tôi chuyển đi. Anh bảo, anh thương tôi bị mọi người mắng mỏ. Đã lâu rồi nhưng mà anh không dám lên tiếng. Chỉ âm thầm nhờ người tìm hộ một căn phòng để dọn ra sống riêng. Cả ngày cuối tuần, hai vợ chồng lịch kịch dọn ít quần áo. Chuyển ra nhà mới rồi dẫn nhau đi mua chút đồ dùng, sắp xếp nhà cửa. Đó cũng chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, nhưng thoáng đãng, có kệ bếp, có nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ. Tôi nhìn anh mỉm cười, hạnh phúc. Đêm đó lâu lắm rồi tôi mới được đi ngủ sớm, nằm cuộn mình trong vòng tay của chồng và ngủ say sưa. Cảm giác này khiến tôi hạnh phúc lắm. Hóa ra mình vẫn may mắn vì có chồng đồng hành trên chặng đường tìm kiếm con cái đầy khó khăn này. Những ngày sau, tôi đi làm về mua đồ ngon để nấu nướng. Chồng cũng tan ca là phi thẳng về nhà. Mâm cơm chỉ có hai người vui vẻ nói cười. Tôi chẳng cần gì nhiều đâu. Không mong nhà cao cửa rộng, không cần tiền tài đầy túi, mà chỉ cần hai vợ chồng thương yêu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn, thế là đủ. Nhưng niềm hạnh phúc đúng là ngắn chẳng tày gang. Tới buổi chiều thứ sáu, tôi đi làm về nấu nướng. Tắm giặt xong hết rồi mà vẫn không thanh về như mọi ngày, nên đâm lo. Tôi gọi 5-7 cuộc anh cũng không bắt máy.
Tôi sợ hãi anh xảy ra chuyện gì và có hỏi thăm vài đồng nghiệp của anh. Họ đều nói là anh đã về từ rất sớm rồi. Tận nửa đêm điện thoại đổ chuông là anh. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi, anh chửi như hát hài đầu dây bên kia. Cô gọi cái gì mà gọi lắm thế? Đi đường cũng không yên. Tôi về nhà mẹ chứ có đi đâu mất mà cô cứ phải làm ầm lên. Tôi ngỡ ngàng trước sự cong có của anh. Như thể chồng mình ban sáng đi làm và màn đêm buông xuống là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Tôi vẫn dịu dàng hỏi. Sao anh về mẹ mà không báo em? Em chờ cơm tối thì lại điên giờ. Anh lại cáu. Tôi đi đâu phải báo cáo cho cô biết à? Cô là vợ hay là mẹ của tôi? Từ giờ gan đi, đừng có chờ đợi. Tôi sẽ sống ở bên nhà mẹ. Nói rồi anh tắt máy luôn. Tôi gọi lại nhưng chỉ thấy tiếng tút tút ở đầu dây. Lẽ là anh đã chặn số máy của tôi. Hôm sau tôi lặn lội về lại nhà chồng để tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng mặc cho tôi đứng từ sáng dưới cái nắng gay gắt, bấm chuông mỏi tay cũng không có một ai ra mở. Những người hàng xóm đi qua vẫn còn dòm tôi với ánh mắt tò mò. Lúc tôi định bỏ cuộc thì em chồng tôi vừa lúc trở về. Nó nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi cất giọng. Bỏ nhà đi rồi mà bây giờ còn vác mặt về à? Nói cho chị biết nhá, nhà tôi không ai chấp nhận chị nữa đâu. Tôi cúi mặt chẳng nói gì, nước mắt cứ chảy ra và nói với nó. Mọi người sao cũng được, em cho chị gặp anh Khánh một chút thôi. Bọn chị cần giải quyết nốt một số vấn đề. Nhưng nó lại khinh khỉnh và đáp. Tới giờ mà chị vẫn còn trông chờ vào anh trai tôi sao? Nghĩ là anh cái mẻ để bảo vệ chị à? Đừng có mơ, anh hết tình cảm với chị lâu rồi. Tất cả chỉ là màn kịch để đuổi chị ra khỏi nhà thôi. Vì chị quá cứng đầu cứng cổ mà. Tôi như chết điếng với lời thú nhận của em chồng. Không ngờ họ muốn tống cổ tôi đi. Tôi gào khóc. Anh Khánh, anh ra gặp em đi. Anh muốn bỏ em cũng được, nhưng nhất định bây giờ anh phải ra gặp em. Thấy ồn ào, nhiều người hàng xóm ngó ra xem. Họ xì sầm to nhỏ, chỉ trỏ tôi. Văng vẳng bên tai tôi còn nghe rõ tiếng họ nói. Đã bỏ đi theo trai rồi, giờ lại còn dám mắc mệt về nhà nữa. Đấy là chịu đấy. Nhà bà này không may mới có đứa con dâu như nó. Thì ra là cả gia đình họ dựng lên màn kịch để tống cổ tôi đi. Còn rêu rao với hàng xóm là tôi bỏ nhà theo trai. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa giữa những lời bàn tán nơi nhà chồng. Tự quay về với trái tim tan nát, vừa gương mặt rằn rùa nước mắt nước mũi. Sau hôm đó tôi nhận được đơn xin ly hôn đơn phương của chồng cũ. Anh ta nêu lý do tôi bỏ nhà là theo trai, không chịu giữ sức khỏe và để xảy thai nhiều lần. Sau đó anh ta tỏ ra rất sốt sắng chuyện này, tìm mọi cách để chuyện ly hôn của chúng tôi được giải quyết sớm. Không lâu sau thì chúng tôi cũng chính thức trở thành người dưng. Tài sản chung không có gì, con cái cũng không, nên mọi thứ càng nhanh gọn hơn nữa. Bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy trong lòng vẫn đau đớn, nhưng có một chút nhẹ nhàng. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cuộc đời tôi. Tôi sẽ không phải đau đớn và mệt mỏi với gia đình nhà chồng nữa. Nhưng số phận quả là trớ trêu với tôi. Khi ly hôn được 3 tháng, tôi mới nhận thấy những thay đổi kỳ lạ trong người mình. Tôi bắt đầu thèm ăn một số món trước kia không bao giờ ăn, ví dụ như lòng lợn, thịt chó, mắm tôm. Rồi tôi bắt đầu nôn ngoại khi ngửi thấy mùi cơm tẻ và mùi trà xanh. Tôi giật mình thì chợt nhận ra mình đã trễ kinh gần 4 tháng nay rồi. Phần vì công việc lu bu, phần vì con vẫn còn âu sầu về cuộc sống, nên tôi cũng không mấy chăm sóc bản thân. Nên lịch kinh của tôi cũng quen bén. Mua quen thử lên 2 vạch in lên rõ ràng, khiến tôi lại vừa mừng vừa lo. Tôi bối rối thật sự, tôi không biết phải làm thế nào. Vì ngay sau đó thì anh chồng cũ đã lấy ngay một cô vợ khác, trẻ hơn. Và nhìn tướng theo các cụ nói thì rất mắn. Tôi cũng đau và ức lắm khi kế hoạch đuổi tôi thành công để rước người phụ nữ khác về sinh đẻ. Cuối cùng, sau những phút lo lắng thì mẹ là người gỡ rối cho tôi. Bà bảo, bao năm trời con đã khổ vì đường con cái, nay độc lá đến không lẽ con lại chối bỏ. Dù bố nó có lỗi nhưng đứa trẻ đâu có tội tình gì đâu con. Nếu mà khó khăn quá thì cứ để mẹ lo. Con chỉ cần cố gắng giữ gìn cho cháu nó ra đời khỏe mạnh là được. Có sự động viên và ủng hộ của mẹ, tôi quyết định giữ đứa bé lại. Tôi cũng gặp không ít điều tiếng của xóm làng. Họ nói tôi bỏ đi với trai, có bầu cho nên là chồng tôi mới bỏ tôi. Tôi mặc kệ họ, không đôi co, không giải thích.
Kỳ lạ thay, khi sống chung với nhà chồng, hễ có thai là được nâng như nâng trứng mà tôi vẫn sảy. Còn khi sống ở nhà, tôi vẫn tự tay làm mọi việc đơn giản như lau dọn nhà cửa, nấu nướng, tự tay chạy xe máy đi làm đều như vất tranh, mà lại thấy trong người cứ khoạch xe. Mẹ tôi ngày ngày đều xoa bụng tôi và nói chuyện với cháu ngoại. Có lẽ là do tâm lý đấy con ạ. Bên đó áp lực quá nên khó giữ thai. Về đây rồi mọi thứ nhẹ nhàng, tâm lý thoải mái nên đứa bé cũng phát triển khỏe mạnh. Có thể là mẹ tôi nói đúng. Tới đúng ngày dự sinh, tôi đau bụng và được đưa ra bệnh viện gần nhà. Sinh thường, con trai nặng 3 cân 6. Thằng bé mới sinh ra đã mang cái sống mũi cao và cái trán rô của chồng cũ. Tôi nhìn và nước mắt cứ chảy dài. Vỗ nhẹ lên mông con tôi chắc. Bao nhiêu năm qua vì con đến muộn mà mẹ nó khổ sở chừng nào con biết không? Để giờ con sinh ra không có cha, họ không có nội con ơi. Mẹ tôi là trách. Cái con bé này chỉ là duyên chưa tối, mà như vậy con mới nhận ra được bộ mặt của gia đình nhà chồng. Con làm mẹ rồi còn tiếc nuối chi nữa mà than với chật trách cả con. Tôi vâng dạ, ôm lấy cục vàng bũ bấm trong tay mình rồi hôn hít. Tôi tự nhủ sẽ phải thật mạnh mẽ và vững vàng để nuôi dạy con cho tốt. Tin tôi sinh con bé trai giống chồng như đúc, cuối cùng nhà chồng tôi cũng hay. Một tối nọ tôi đang ru con ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ tôi ra mở cửa thì sững sờ. Đó là chàng rể từ năm nào của mẹ. Anh ta xách theo giỏ hoa quả, mấy hộp sữa và cả đồ trẻ sơ sinh, rồi ngọt nhạt xin gặp mẹ con tôi. Mẹ tôi vốn hiền lành, không muốn anh ta ăn vạ ngoài nên hé cửa cho anh ta vào. Nhìn thằng bé trên tay, anh ta quỳ xuống rồi khóc nức lên. Anh ta xin lỗi tôi, bảo ân hận trước những hành động nó gây ra và khiến tôi tổn thương. Anh ta còn năn nỉ tôi hãy quay về, hứa hẹn sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt, yêu thương chúng tôi thật nhiều. Sau đó không hỏi mà anh ta tự kể ra, vợ mới của anh ta về không lâu cũng mang thai, nhưng tính tình thì rất hỗn, không chịu động chân động tay làm gì, thế mà cuối cùng cũng sảy. Tình trạng y như tôi trước kia. Hôm trước tim thai vẫn khỏe mạnh, hôm sau chết lưu. Mẹ anh ta lúc đó là trở mặt, cũng mất làm lụng y như tôi, nhưng cô nàng đỏng đành không chịu nổi nên đã bỏ đi. Tôi chẳng nói một lời với anh ta, chỉ bảo mẹ tiễn khách. Anh ta vẫn nằng nặc đòi xin bế con, xin ngắm thằng bé. Tôi chỉ cười và nói một câu rồi quay đi. Đó là quả báo mà anh phải chịu đấy. Tôi hiện giờ không giàu có, không có được sự yêu thương của chồng như bao nhiêu người, nhưng tôi đang sống rất thanh thản và yêu con mình rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó, nơi mà cả gia đình lập mưu đuổi tôi đi. Tôi tin sau này thằng bé lớn nó sẽ hiểu cho quyết định của mẹ nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết dòng tâm sự có tựa đề Người chồng cạn tình cạn nghĩa. Và Hồng Nhung thấy là cô nhân vật chính của chúng ta, cô có một cái cách giải quyết như thế là rất đúng. Không quay về, ở chúng ta cũng phải có cái giá trị của con người chúng ta chứ, đúng không nào? Khi mà có con rồi, thực ra là họ chỉ thích con cháu thôi, chứ họ cũng chẳng thích con dâu một chút nào, cũng không thích vợ một chút nào. Mà cái mục đích của họ là cô không đẻ được cho nên là bị hắt hủi, rồi cả gia đình lập mưu để đuổi cô ra khỏi nhà và coi cô không làm cái gì cả. Đến bây giờ cô đã sinh mẹ tròn con vuông rồi lại muốn quay về đón và nhận lại. Điều đó là không có đâu thưa anh. Và cô làm như vậy là rất đúng. Dù nói đói dù no gì, trời sinh voi trời sinh cỏ, cô không nuôi được thì gia đình cô sẽ hỗ trợ để nuôi đứa bé. Và không cần thiết phải bố nó phải nhúng tay vào, kể cả là không cần có họ của bố cũng được. Khi mà có một cái người bố như vậy thì chúng ta nên không nên cho con nhận làm gì cả, rồi nó sẽ học theo những cái tính xấu của bố nó. Và nếu quý vị có những dòng tâm sự gì mà khó nói thì đừng ngần ngại viết thư về chương trình của chúng tôi và gửi về địa chỉ email được đính kèm bên dưới video clip này. Tất cả những video clip được sản xuất bởi Đình Tùng Meda. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Hồng Nhung xin kính chào.